Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của em đến mobile nhé ở trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chuyển vùng set Play hay các bạn gọi là chuyển vùng Google Play sang bên nước ngoài để mà các bạn có thể là tải game hay là ứng dụng bị chặn không có ở Việt Nam nhé rồi thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm cái game Ví dụ như là hay đây đó thì uh, game này thì nó không có ở Việt Nam và khi mà các bạn muốn tải game thì các bạn sẽ phải chuyển vùng Google Play sang bên nước ngoài Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chuyển vùng Google Play sang bên nước ngoài Để mà các bạn tải game hay là ứng dụng mà ở Việt Nam không có nhé Thì đầu tiên các bạn sẽ lên phần cửa hàng Play này Đó, rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ tải cho mình một cái ứng dụng fake IP bất kỳ Các bạn sử dụng cái ứng dụng nào quen thì các bạn dùng nhé Ở đây thì mình sẽ dùng cái app có tên là Key Q dấu cách VPN bởi vì mình dùng quen cái app này cho nên là mình mới sử dụng thôi. Mình bấm vào, rồi thì nó sẽ ra cái app có tên là Kiwi VPN này, thì nó có chữ 2020 ở bên dưới nhé. Các bạn bấm vào app và tiến hành là cài đặt. Đó, các bạn nhiệm vụ của các bạn chỉ cần là tải cái app Fake IP và tiến hành là bật Fake IP lên. Rồi thì hiện tại là ứng dụng đang cài đặt nhé, các bạn là chờ tí, ứng ừ, dụng này cài đặt khá là nhanh. Sau khi mà gạt xong, các bạn mở cái ứng này lên. Rồi, nó sẽ ra cái giao diện như thế này nhé. Các bạn kéo xuống này, bấm vào con ong Best Location. Bấm vào nó. Rồi, nó sẽ xuất hiện quảng cáo này. Các bạn đợi cho nó hết quảng cáo các bạn đóng nó lại. Rồi, bấm vào bỏ quay. Bấm vào đóng lại này. Đó, nó sẽ ra một cái giao diện như thế này nhé. Thì nó sẽ có rất là nhiều những cái nước ở đây như là Singapore, Pháp, Nhật Bản hay là Hàn Quốc hay là Vương quốc Anh hay là Mỹ Hoa Kỳ hoặc là Australia Brazil nói chung là bla bla thì các bạn muốn fake à các bạn muốn chuyển vùng qua bên nước nào thì các bạn fake IP sang nước đó nhé. Thì ở đây là mình sẽ fake IP qua bên đất nước là Singapore. Thì các bạn lưu ý rằng ở bên Singapore thì nó không có mỗi trò TFT đâu nhé Nếu mà bạn nào mà có nhu cầu tải TFT thì các bạn có thể là chuyển qua bên Pháp hoặc là bên Hoa Kỳ. Ở đây mình sẽ chọn qua bên Singapore luôn. Rồi bởi vì Singapore thì tải rất là nhiều được rất là nhiều game luôn các bạn bấm vào kết nối Rồi mình bấm vào OK này Đó Rồi thì bây giờ mình sẽ đây đã kết nối thành công nhá Mình quay ra này Mình kéo lên Các bạn chỉ cần để ý thấy cái số dây ở đây nó đang chạy là các bạn đã fake IP thành công rồi đấy Sau khi mà fake IP thành công các bạn bấm vào nút home ở giữa nhá Rồi Ở đây thì các bạn xem phần cài đặt của máy này Các bạn kéo xuống kiếm vào cho mình đến cái phần đó chính là ứng dụng các bạn kéo xuống tìm vào cho mình đến cái phần đó chính là cửa hàng Google Play bạn nào không thấy thì có thể là tìm kiếm bên trên nhé bấm vào cửa hàng Google Play rồi ở đây thì các bạn sẽ kéo xuống chọn vào cho mình đến cái phần là lưu trữ bấm vào lưu trữ của máy thì ở trên một số những cái dòng máy Android khác nhau ấy thì tìm đến cái phần xóa dữ liệu này khác nhau các bạn chỉ cần biết là các bạn bật Fake IP lên và các bạn bấm vào sau khi mà Fake IP xong rồi thì các bạn tìm đến cái phần xóa dữ liệu này và xóa dữ liệu của Google Play là được. Đây mình bấm vào xóa dữ liệu này. Mình bấm vào xóa. Rồi, thì sau khi mà xóa dữ liệu của Google Play này rồi thì các bạn sẽ thoát ra ngoài nhé. Rồi, các bạn là cái việc xóa dữ liệu của Google Play này thì nó không ảnh hưởng đến những cái ứng dụng khác đâu. Sau khi mà, khi mà xóa xong các bạn thoát ra ngoài. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ chờ cho mình nhé. Sau khi mà các bạn thoát ra ngoài rồi thì các bạn nếu mà bạn nào mà máy yếu thì các bạn chờ cho mình khoảng 30 giây đến 1 phút các bạn hãy bấm vào trong cửa hàng Google Play nhé Tại vì nó còn phải tải lại dữ liệu nữa Còn bạn nào mà máy mạnh thì các bạn chỉ cần chờ 15 giây Máy mạnh vào khoa, fi mạnh ấy Thì chỉ cần 15 giây các bạn có thể là bấm được vào trong cửa hàng Google Play này rồi Thì mình sẽ bấm vào nhé Máy của mình thì cũng mạnh mạnh đấy Mình bấm vào được rồi Đó Nhớ là mình đừng có bấm vội Bấm vội là có thể là nó sẽ bị lỗi Google Play đấy Rồi thì bây giờ là nó đang tải dữ liệu này Đó Các bạn có thể thấy là khi mà chuyển vùng qua bên uh, Singapore đấy thì đây cái game Let of này, Effect là gần này, hay là One Fit Multi Root này thì những cái game này thì ở Việt Nam hoàn toàn không có nhá. Pokemon unai này, Clash Royale này, đó. nói chung là các bạn chuyển qua bên này thì các bạn có thể là tải rất nhiều game. Như là đây là PUBG quốc tế. Thì đó, bây giờ các bạn muốn tải cái game gì ví dụ như là game ở đầu của mình ấy, đúng không? Là hay đây. Thì mình sẽ tìm là hay đây. Rồi mình bấm vào đó thì mình đây cái game hay đây thì mình chỉ việc bấm vào và mình sẽ bấm vào cài đặt thôi đó thì bình thường các bạn chỉ cần làm đúng theo cái hướng dẫn này của mình thì sẽ các bạn sẽ chuyển vùng được nhé nhưng mà đối với lại những cái máy nào mà nó bị kén vpn ấy thì các bạn sẽ phải có hai tài khoản google đó bình thường thì các bạn chỉ cần làm đúng theo hướng dẫn này của mình bấm vào cài đặt là cài đặt game rồi còn nếu mà máy nào mà nó bị kén vpn ấy thì các bạn sẽ phải thoát ra ngoài máy kén vpn thì các bạn sẽ phải cần có hai cái tài khoản google ở trong máy thì các bạn sẽ bấm vào avatar của tài khoản google bấm vào mũi tên nếu như mà bạn nào mà chưa có hai tài khoản Google thì phải bấm vào thêm tài khoản Google khác và tiến hành đăng nhập vào nhé. Thì mình đã có hai tài khoản Google sẵn rồi thì mình sẽ chuyển qua. Đó, máy như nào mà kén VPN là phải có hai tài khoản Google. Đó các bạn chuyển qua chuyển lại thì các bạn sẽ tìm thấy game nhé. Đó. Nhớ nhớ giúp mình là như vậy. Rồi, đây. Đó như là game Call of Duty Warzone này. Rồi, bây giờ mình tìm lại hay đây này. Đó. Rồi, đó mình có thể là bấm vào và mình tiến hành cài đặt hoặc là tìm kiếm game như là Clash of Clan đi, Clash đây, Clash of Glenn nhé, mình bấm vào đó nói chung là các bạn có thể là tải được mọi loại game luôn, các bạn thích tải game gì thì các bạn tải đó nếu mà trường hợp mà vẫn không được nữa thì các bạn sẽ phải làm cho mình một cái chiều cuối cùng các bạn bấm vào tài khoản Google, bấm vào mũi tên nếu mà máy của các bạn cực kỳ kén VPN thì các bạn sẽ phải bật VPN rồi các bạn bấm vào thêm tài khoản khác và tiến hành là tạo một cái tài khoản Google mới tinh nhé để mà chuyển vùng quay đó rồi, thì uh, nói chung là nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi Các bạn, uh, đây thì bây giờ mình sẽ tải demo cho các bạn cái game hay đây đi Mình bấm vào Tại vì game này nó nhẹ mà, cho nên là cài đặt nó sẽ nhanh à, Rồi, sau khi mà cài đặt thì các bạn bấm vào Phải bấm vào bây giờ qua bất kỳ mạng nào nó mới chịu tải nhé Bấm vào bây giờ qua bất kỳ mạng nào, các bạn bấm vào OK Rồi, thì cái game này, đây hiện tại thì nó đang uh, tải Các bạn chờ tí Rồi, thì uh, ở đây ấy, khi mà game nó đang chờ xử lý này Thì nó sẽ tải nhé còn trường hợp mà các bạn tải những cái game mà nó rất là nặng luôn à, Những cái game mà nó rất là nặng Thì uh, các bạn sẽ phải tắt VPN đi để cho nó tải nhanh nhé Rồi đây thì các bạn có thể thấy là cái game của mình Nó đã tải được một phần trăm rồi Đó à, Ở đây thì các bạn cảm thấy là nó chờ cái game này tải nó lâu quá Thì các bạn phải bấm vào mũi tên ở đây Các bạn qua ứng dụng Fake IP Và các bạn tắt Fake IP đi Các bạn bấm vào ngắt kết nối này sau khi mà ngắt kết nối xong các bạn bấm vào mũi tên rồi các bạn quay lại cái game quay lại cái Google Play để mà đợi cái game này nó tải thì nó sẽ tải nhanh hơn nhé Thì các bạn chỉ cần biết là sau khi mà tắt cái VPN này đi thì game của các bạn nó sẽ tải thần tốc. Đối với những cái tự game nào mà nó nặng 1 đến 2 GB, 3 4 GB gió thì các bạn bắt buộc là khi mà tải thì các bạn phải tắt cái VPN đi. Thì uh, nó mới tải nhanh được nhé chứ không là các bạn chờ cả ngày nó cũng không tải xong đâu. Cái game này thì nó nặng có 170 MB thôi. Đó thì cái Wi-Fi nhà mình thì nó cũng không được mạnh lắm. Đó cho nên là bạn nào mà tải game ấy thì nhớ là uh, đang trong lúc tải thì nhớ là tắt VPN đi để cho nó tải nhanh. Rồi thì như các bạn có thể thấy là cái game của mình đây nó đã tải được uh, 100% rồi. Đó. Rồi thì bây giờ mình có thể là bấm vào chữ FAT để mà tiến hành chơi hay đây. Đó. Nhưng mà trong video này thì không có hướng dẫn đăng nhập hay đây. Rồi. Thì các bạn chỉ cần đơn giản các bạn làm như đúng như mình hướng dẫn thì các bạn có thể là tải được những cái game và app mà các bạn cần nhé. Rồi thì uh, sau khi mà các bạn tải xong game rồi thì các bạn chỉ cần tắt cái ứng dụng Fake IP đi thì các bạn có thể là thì uh, cái cái cửa hàng Google Play của các bạn sẽ tự động chuyển về Việt Nam nhé hoặc là các bạn có thể là xóa luôn cái ứng dụng VPN đi đó có thể gỡ cài đặt luôn đi thì cái app to à cái cửa hàng Google Play của các bạn nó sẽ tự động về Việt Nam nhé đó thì mình sẽ vào lại cửa hàng Google Play này đó bây giờ mình tìm kiếm lại cái game hay đây thì nó sẽ không còn đấy nhá đây các bạn có thể thấy là game hay đây của mình đã bị biến mất rồi đó thì uh, các bạn muốn chơi lại thì đây hiện tại cái game này mình vừa mới tải về thì bây giờ mình có thể bấm vào và chơi. Đó. Còn uh, nếu như mà các bạn muốn là cho cái cửa hàng set play của các bạn như là chưa bao giờ từng chuyển vùng thì các bạn có thể là xóa hết dữ liệu của cửa hàng Google Play một lần nữa thì uh, cái Google của Play của các bạn sẽ như là chưa bao giờ chuyển vùng luôn. Còn uh, các bạn chỉ cần tắt cái VPN đi thì nó sẽ tự động về Việt Nam nhé và các bạn có thể là tải mọi loại game và app mà các bạn cần. Rồi, trong video này mình hướng dẫn vậy thôi. Các bạn thích video của mình đừng quên giúp mình một like cũng như là bình luận trong phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình nhé. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.